Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Tác động tiềm tàng của chính quyền Trump 2.0 với thương mại thế giới Thế giới nín thở chờ kết quả bầu cử Mỹ Bà Harris và ông Trump quyết đấu vì người gốc Ả Rập ở bang chiến trường Michigan Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, nếu ông Trump có nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Ông Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ ngoại giao mạnh mẽ trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng nhiệm kỳ thứ hai của ông có thể sẽ đánh dấu một giai đoạn mới khi mà thuế quan không chỉ là phương tiện đàm phán mà đã trở thành mục tiêu quan trọng hơn, làm thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại quốc tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã sử dụng thuế quan để tạo áp lực đối với các đối tác thương mại như Trung Quốc và EU, đồng thời đàm phán lại các hiệp định. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử mới đây, ông Trump luôn tuyên bố là có thể thực hiện chính sách thuế quan mạnh tay hơn với mức thuế dự kiến cao nhất kể từ năm 1930. Đặc biệt, thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc có thể tăng tới 60% và thuế quan chung của Mỹ có thể đạt mức trung bình 17% theo ước tính của ngân hàng đầu tư Evercore ISI. Việc ông Trump áp dụng thuế quan cao sẽ tác động trực tiếp đến giá cả tại Mỹ và các đối tác thương mại. Bên cạnh đó thì các nước khác cũng có thể trả đũa bằng cách là áp dụng thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ. Thế giới có thể rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện chưa từng có trong thời kỳ hiện đại. Một yếu tố quan trọng trong chiến lược thương mại của ông Trump là làm suy yếu vị thế của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu. Chính quyền Trump 2.0 có thể sẽ xây dựng một hệ thống thương mại dựa trên các đồng minh chiến lược như G7, Australia và Hàn Quốc, trong khi cô lập Trung Quốc khỏi các chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, chính sách thương mại của ông Trump vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn. Mức thuế chính xác mà chính quyền Trump 2.0 sẽ áp dụng vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump đề xuất các mức thuế khác nhau từ 10% đến 60% đối với Trung Quốc và thậm chí đã nhắc đến mức thuế lên tới 200% trong một số trường hợp. Tóm lại thì cựu tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm nay và thực hiện những gì mà ông đã đề xuất. Hệ thống thương mại toàn cầu sẽ bước vào một giai đoạn đầy biến động. Các mức thuế cao hơn sẽ gây ra áp lực lên người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ, đồng thời có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Tuy nhiên, với khả năng đàm phán và linh hoạt trong chính sách, ông Trump cũng có thể định hình lại hệ thống thương mại quốc tế theo hướng có lợi cho Mỹ và các đồng minh, đồng thời là cô lập Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra một trật tự thương mại mới, khác biệt so với mô hình tự do thương mại từng thống trị trong những thập kỷ qua. Các doanh nghiệp trên khắp thế giới có hàng bán qua Mỹ hiện đang hồi hộp chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới, cho dù họ biết ai đắc cử thì nước Mỹ cũng sẽ quay lưng với tự do hóa thương mại. Cả hai ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump và của Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris đều chủ trương sẽ tăng thuế nhập khẩu, nhưng mức độ tăng có khác giữa hai người. Ở những cuộc tranh luận vào thập niên trước, các ứng cử viên xoay quanh mức độ mở cửa cho ngoại thương bằng con đường miễn giảm thuế. Nay cuộc tranh luận lại xoáy vào mức độ bảo hộ cho sản xuất trong nước bằng con đường áp thuế lên hàng nhập khẩu. Ông Trump được cho là cực đoan hơn khi đánh thuế đến 10% từ tất cả các nước và giờ nâng lên mức 20%. Riêng với Trung Quốc, ông muốn áp mức thuế mang tính trừng phạt hơn đến 60%, đồng thời hủy bỏ quy chế tối huệ quốc với nước này. Về mặt pháp lý thì ông Trump có thể biện minh cho mức thuế cao áp lên hàng Trung Quốc bằng cách cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nước này nhập hàng của Mỹ ít hơn nhiều so với mức cam kết. Với các quốc gia còn lại, theo nhiều chuyên gia, ông Trump sẽ tuyên bố thâm hụt thương mại của Mỹ là một tình huống khẩn cấp quốc gia, cho phép ông áp dụng đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp thuế không đến mức cực đoan như là ông Trump, nhưng mà bà Harris cũng chủ trương bảo hộ mềm sẽ tốt hơn cho nước Mỹ. Tức là sẽ trợ cấp cho các ngành nghề ưu tiên. Bà Harris thường phê phán ý tưởng đánh thuế chung 10% lên mọi loại hàng hóa nhập khẩu của ông Trump, cho rằng vậy chẳng khác gì là một loại thuế giá trị gia tăng. Bà trích dẫn các nghiên cứu cho rằng một mức thuế như vậy sẽ làm một gia đình điển hình của Mỹ phải tiêu tốn thêm 4.000 đô la mỗi năm tuy nhiên chính sách bà harris đề xuất cũng là một loại thuế gián tiếp gây lo ngại cho các nước ngoài ra thì bà cũng chủ trương có những biện pháp trừng phạt trung quốc khi nước này bị xem là phá vỡ các quy tắc như vậy sự khác nhau giữa ông trump và bà harris chỉ là mức độ và quy mô ông trump sử dụng thuế như một bức tường bịt kín bảo hộ sản xuất bên trong nước mỹ còn bà harris rõ ràng không phải đang xây cầu mà cũng đang dựng hàng rào dù thưa hơn nhưng cũng có nhiệm vụ rào chắn cho doanh nghiệp mỹ trong bối cảnh đó, chính các doanh nghiệp Mỹ cũng phải nín thở chờ đợi vì các nước sẽ áp thuế trả đũa. Mới đây, bà Kamala Harris nhấn mạnh rằng đã đến lúc chấm dứt đau khổ ở Trung Đông, trong khi ông Donald Trump đến thăm một thành phố có đa số người Hồi giáo vào thứ Sáu, trong khi họ quyết đấu để giành sự ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Ả Rập tại bang chiến trường Michigan. Cụ thể, trong một lần hiếm hoi nhắc đến cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và Hezbollah, bà Harris cho biết năm nay thực sự rất khó khăn xét đến quy mô tử vong và sự tàn phá ở Gaza và tình trạng thương vong và di rời dân thường ở Liban. Trong khi đó, ông Trump đã tránh nêu cụ thể về kế hoạch của mình đối với Trung Đông, nhưng ông cho biết ông không nghĩ cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập sẽ bỏ phiếu cho Harris vì bà ấy không biết mình đang làm gì. Ngoài ra, ông Trump ám chỉ rằng ông sẽ nỗ lực yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải kiềm chế các hoạt động quân sự đã giết chết hàng chục nghìn người Palestine ở Trung Đông. Được biết, Michigan là một trong ba bang bức tường xanh cùng với Pennsylvania và Wisconsin sẽ góp phần quyết định cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Đáng lưu ý, Michigan lại là bang độc đáo với dân số người Mỹ gốc Ả Rập đáng kể. Người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo cũng là một trong những nền tảng ủng hộ áp đảo ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, sự ủng hộ của cộng đồng này đối với Đảng Dân Chủ có xu hướng giảm dần sau khi nhóm lên tiếng phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời kêu gọi Tổng thống Biden phối hợp cùng lãnh đạo thế giới thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở giải đất ven địa Trung Hải. Chính vì thế, ông Trump đã cố gắng lợi dụng sự thất vọng của cộng đồng người Ả Rập đối với chính quyền ông bà Biden Harris. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã đến thăm một văn phòng vận động tranh cử mới tại Hamtram, một trong những thành phố duy nhất có đa số người hồi giáo của Mỹ. Bên cạnh đó, mặc dù chính sách đối ngoại hiếm khi ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ trước đây, tuy nhiên, cuộc chiến ở Trung Đông lại đang là mối quan ngại quan trọng đối với nhiều cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan, tiểu bang miền Trung Tây, sẽ mang về 15 phiếu đại cử tri đoàn trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra 4 năm một lần vào đầu tháng 11. Tháng 10 là lúc hai đảng sẽ tung ra những tin tức tàn khốc với mong đợi khiến ứng cử viên đảng đối lập ngã ngựa. Như các phân tích bầu cử ở Mỹ đã chỉ ra, trận đua nước rút trong tháng 10 bao giờ cũng có ý nghĩa to lớn vì nó có thể bất ngờ làm đảo lộn những dự báo trước đó. Trên thực tế, cụm từ bất ngờ tháng 10 đã trở thành một phần không thể thiếu trong từ điện chính trị Mỹ trong gần 50 năm qua, khiến các chiến dịch tranh cử của ứng viên nào cũng thường lo sợ về những tin tức hay cuộc khủng hoảng bất ngờ xuất hiện, có thể làm thay đổi lộ trình và kết quả cuộc đua. Theo tiến sĩ David Greenberg, giáo sư đại học Rutgers, Mỹ, chuyên gia về báo chí, lịch sử và bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc bầu cử vào ngày mùng 5 tháng 11 năm nay sẽ rất căng thẳng. Chỉ cần một sự kiện ngoài tầm kiểm soát hoặc một biến cố bất ngờ, một sự thay đổi nhỏ nhất trong quan điểm của công chúng cũng có thể quyết định chủ nhân mới của Nhà Trắng. Hầu hết Cử tri đều đã xác định rõ bản thân mình thuộc về đảng dân chủ hay cộng hòa. Bất ngờ tháng 10 không làm thay đổi phiếu bầu của họ, vì dù tình hình có thế nào, họ sẽ vẫn luôn trung thành với đảng của mình. Trong nhiều trường hợp, bất ngờ tháng 10 chỉ củng cố thêm quan điểm của họ về ứng viên ưa thích. Các cử tri độc lập mới chính là mục tiêu nhắm đến của bất ngờ tháng 10. Tuy nhiên, nhiều người trong số này đều đã thuộc về một trong hai đảng. Vì vậy, để thay đổi lựa chọn của họ vào những ngày sắt nút bầu cử là cả một nỗ lực lớn đối với bất kỳ đảng nào. Như vậy, chỉ còn lại một nhóm ít cử tri vẫn chưa quyết định. Tuy nhiên, bất ngờ tháng 10 với những chiêu trò chính trị tiêu cực có thể sẽ khiến họ mất hứng thú. Hệ quả là họ có thể sẽ quay lưng lại với phe đã đưa ra những chiêu trò này, đồng thời cũng có thể không đi bỏ phiếu. Ngoài ra, những cử tri thuộc nhóm này phân bố xảy ra khắp nước Mỹ, khiến tác động của họ đến cuộc bầu cử bị suy giảm. Điểm mấu chốt là Đảng Dân Chủ đã thành công trong việc kéo dài thời gian bỏ phiếu bầu cử từ một ngày lên một tháng. Việc bỏ phiếu sớm vô hiệu hóa nhiều tác động được cho là có thể có của bất ngờ tháng 10. Nói tóm lại, bất ngờ tháng 10 không giúp ích cũng chẳng gây tổn hại đến các bên chơi chiều trò. Những tác động của các bất ngờ này rất khó dự đoán và thường thì chúng không vận hành theo đúng cách mà người ta mong đợi. Những nhà hoạt động của các đảng đã sử dụng con bài bất ngờ tháng 10 không hẳn để tác động đến cử trì mà là để khiến các chính trị gia của đảng đối lập mất động lực ra tranh cử. Nhiều người đủ tiêu chuẩn và tiềm lực để ra ứng cử, nhưng họ sẽ không làm vậy vì không muốn gia đình và cuộc sống của họ rơi vào nguy hiểm. Để có được bất ngờ tháng 10, các đảng chính trị đã phải dành rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để thu thập thông tin, dối trá trắng trợn. Và theo dệt những thông tin này thành một sản phẩm đạt hiệu quả tối đa, phải đảm bảo bí mật liên kết đồng minh trong giới truyền thông để khuếch đại thông tin và gây quỹ thực hiện. Các chiến dịch tung ra đội quân những kẻ chơi trò bẩn để tạo dựng bất ngờ tháng 10. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay khó đoán, tỷ lệ ủng hộ ông Trump và Phó Tổng thống Harris trong các thăm dò toàn quốc không chênh lệch quá nhiều. Trong khi đó, chính trường Mỹ và thế giới tiềm ẩn hàng loạt diễn biến có thể làm lệch cán cân giữa hai ứng viên. Trong nền chính trị ngày nay, các ứng cử viên của các đảng đã trở nên cực kỳ ghét nhau. Bất ngờ tháng 10 trở thành công cụ để gây rối, trả đũa hoặc bôi nhọ đối thủ. Mục đích thứ hai của bất ngờ tháng 10 trong cuộc bầu cử năm nay là để loại bỏ phong trào làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, mà gà. Một phong trào lấy ông Trump làm trung tâm và khiến phe đối lập có nhiều e ngại. Tuy nhiên, bất ngờ tháng 10 dù có sức tàn phá khủng khiếp đối với hệ thống chính trị và các đảng phái thì cũng không làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử. Nhưng thật không may, bất ngờ tháng 10 sẽ không bao giờ có điểm kết. Truyền thông xã hội và báo chí sòng chính có nhiều người xem, người đọc và người nghe hơn. Các chính trị gia lại rất thích thú khi hành hạ lẫn nhau hoặc tìm cách trả đũa đối thủ. Và nhiều người lại được chứng kiến những màn tranh đấu khốc liệt, nhiều chất Mỹ như vậy. Nước Mỹ đang trong thời điểm nước rút của cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Một số người nổi tiếng đã công khai lên tiếng ủng hộ cho ứng cử viên Tổng thống mà mình yêu thích. Liệu điều này có tác động phần nào đến quyết định của các cử tri hay không? Ủng hộ đối với bà Harris, trong một bài đăng trên Instagram, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift viết Tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và ông Tim Walz trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tôi nghĩ bà ấy là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều điều hơn nữa với bàn tay dẫn dắt của bà ấy. Ngoài ra, ca sĩ nhạc rap người Mỹ Cardi B từng ủng hộ ông Biden hồi năm 2020, nhưng sau đó thất vọng với ông chủ của Nhà Trắng và tuyên bố sẽ không ủng hộ cả ông Biden lẫn ông Trump. Dù vậy, sau khi bà Harris trở thành ứng cử viên, Cardi B đã thay đổi quan điểm. Bà Oprah Winfrey, trước năm 2024, người dẫn chương trình nổi tiếng của nước Mỹ chưa bao giờ xuất hiện tại một đại hội của Đảng Dân Chủ. Dù vậy, hồi tháng 8 vừa qua, bà đã có bài phát biểu kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho đứa con của bà mẹ Ấn Độ và ông bố Jamaica vì lợi ích cao nhất của nước Mỹ. Bên cạnh đó, còn có nghệ sĩ John Legend, người đã đoạt giải Grammy, có quan hệ với bà Harris trong thời gian dài. Người này từng giúp chính trị gia đảng Dân Chủ gây quỹ trong cuộc đua vào ghế Tổng trưởng lý bang California và Thượng nghị sĩ Mỹ. Ông Steve Ross, tác giả cuốn Hollywood, tả và hữu, chia sẻ tiếng nói của những người nổi tiếng đặc biệt thu hút các cử tri trẻ và theo khảo sát, cử tri trẻ Mỹ có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ. Vì vậy, điều này có tiềm năng trở thành một trong những sự ủng hộ có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ. Bên kia chiến tuyến, tỷ phú công nghệ Elon Musk tỏ rõ sự ủng hộ đối với ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và đã từng livestream phỏng vấn ông Donald Trump trên mạng xã hội X. Tại đại hội của Đảng Cộng hòa năm nay, giám đốc điều hành của Ultimate Fighting Championships, UFC, Dana White Công ty giải trí võ thuật hỗn hợp MMA là người giới thiệu ông Trump. Đây vốn là vai trò thường được dành cho vợ hoặc thành viên trong gia đình ứng cử viên tổng thống. Giống như White, cựu lực sĩ đấu vật Hulk Hogan cũng xuất hiện trên sân khấu Đại hội Đảng Cộng hòa để lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump. Hogan thậm chí xé rách áo ngoài để lộ ra dòng chữ Trump Vance ở áo trong. Ngoài ra, nhiều ngôi sao hạng A khác ở Mỹ cũng đã nêu tên ứng cử viên tổng thống họ ủng hộ việc những người nổi tiếng bày tỏ quan điểm sẽ đem lại tác động tới cuộc bầu cử. Đây là điều không tranh cãi. Dù vậy, tác động của các ngôi sao đến đâu lại là câu hỏi chưa có kết quả rõ ràng. Kết quả cuộc điều tra của nhóm vận động Global Witness công bố ngày 17 tháng 10 cho thấy các mạng xã hội TikTok và Facebook đã duyệt những quảng cáo chơi tiền sai, tiền ra về cuộc bầu cử Mỹ chỉ vài tuần trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu nhóm Global Witness đã gửi 8 quảng cáo chứa thông tin sai lệch về bầu cử cho các ứng dụng TikTok, Facebook và YouTube để thử nghiệm hệ thống quảng cáo của những nền tảng này. Những quảng cáo chứa thông tin hoàn toàn sai lệch nhưng người dân có thể bỏ phiếu trực tuyến hay nội dung kích động bạo lực chống lại cử tri, ứng cử viên và đe dọa các nhân viên bầu cử. Theo Global Witness, TikTok cho kết quả tệ nhất khi duyệt 4 trong số 8 quảng cáo dù chính sách của nền tảng này cấm mọi quảng cáo chính trị. Facebook duyệt một trong số 8 quảng cáo nhận được trong khi đó, youtube ban đầu đã chấp thuận 50% số quảng cáo này những yêu cầu cung cấp định dạng cá nhân như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe để đăng quảng cáo trên nền tảng global witness nhấn mạnh đây là rào cản đáng kể đối với những đối tượng phát tán tin sai, tin giả so với các nền tảng khác phản ứng về thông tin trên một người phát ngôn của tiktok giải thích bốn quảng cáo nói trên đã bị duyệt nhầm trong giai đoạn kiểm duyệt ban đầu bà khẳng định nền tảng này không cho phép đăng quảng cáo chính trị và sẽ tiếp tục thực thi chính sách này trên quy mô rộng lớn về phần mình, người phát ngôn của Meta, công ty mẹ của Facebook, phản đối những phát hiện của Global Witness, nói rằng kết quả này chỉ dựa trên một mẫu quảng cáo nhỏ, do đó không phản ánh cách chúng tôi thực thi các chính sách trên quy mô lớn. Nữ phát ngôn viên của Meta tuyên bố bảo đảm thông tin trực tuyến về cuộc bầu cử năm 2024 là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty. Các nền tảng trực tuyến đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng sau khi thông tin sai lệch lan truyền trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ngày 17 tháng 10, Google cho biết sẽ tạm dừng quảng cáo liên quan đến cuộc bầu cử sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa trong ngày 5 tháng 11. Gã khổng lồ công nghệ này cũng áp dụng biện pháp này trong cuộc bầu cử năm 2020, trong khi đó Meta cho biết sẽ chặn các quảng cáo chính trị mới trong tuần cuối của chiến dịch tranh cử.